Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, có hơn 1 triệu quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù cải tạo vì nỗi khổ, vì đói khát, vì bệnh tật, khiến cho hàng trăm ngàn người tù cải tạo của Việt Nam Cộng Hòa bị chết trong thời gian đi tù cải tạo. Nỗi khổ của người tù cải tạo có khi cũng được người dân miền Nam Việt Nam cứu giúp lén từ củ khoai lang, củ sắn, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có vô số câu chuyện được lưu lại khi người tù cải tạo đi ra ngoài lao động, gặp được người dân miền Nam với tấm lòng thương yêu người tù cải tạo. Nhiều người dân miền Nam đã lén lút tìm cách giúp tù cải tạo đỡ đói mà không để cho quản giáo Việt Cộng phát hiện. Điển hình hôm nay, Đất Việt TV muốn kể lại một câu chuyện. Một cô gái nhà quê ở Biên Hòa, mỗi khi thấy đoàn tù cải tạo của Việt Nam Cộng Hòa đi ngang qua nhà, cô nảy lòng thương, vất khoai lang ra đường để cứu đói đoàn người tù cải tạo Việt Nam Cộng Hòa, để cảm ơn lòng tốt của một cô gái thương người tù cải tạo Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi ra tù, một viên sĩ quan nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đã tìm đến ngôi làng cô gái đã từng cứu đói anh em tù cải tạo, dù chỉ là những củ khoai lang. Sau khi gặp được cô gái cứu đói mình, viên sĩ quan nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đã dẫn cô gái này vượt biên chạy trốn khỏi chế độ cộng sản. Một câu chuyện đầy tình thương và vô cùng cảm động, mời quý thính giả lắng nghe. Ngày đó vào năm 1977, tôi đang bị bọn Việt Cộng bắt đi tù. Cả bọn tôi đa số là các sĩ quan trẻ, cấp bậc từ thiếu úy tới đại úy, được tập trung ở trại Suối Máu, sau đổi qua trại bom Biên Hòa. Bọn Việt Cộng độc ác bắt chúng tôi làm việc cực lực nhưng không cho ăn uống tử tế, thuốc men hoàn toàn không có. Ai sống được thì sống, ai về chầu ông bà vải thì cứ việc đi. Phương cách giết người này thật là độc ác, giết người mà không cần gươm súng. Mỗi ngày đi lao động bên ngoài, anh em cố gắng kiếm được thêm cái gì ráng mà kiếm để sống qua ngày. Có người lượm được cái trứng chim, bắt được con thằn lằn, rắn mối, vân vân, cũng đã cho rằng mình có số sung sướng lắm rồi. Nhưng làng thì ở ngoài xa, thỉnh thoảng mới gặp được một vài người. Bọn Việt Cộng quái ác, không cho người dân tiếp xúc với anh em chúng tôi, và cũng cấm tuyệt anh em chúng tôi không được lân la tới khu dân chúng. Đói, đói lắm, đói thê thảm, đói lả người ra. Nhưng anh em còn trẻ, sức chịu đựng cao, tinh thần càng cao hơn, nên ráng sống đợi một ngày mai tươi sáng. Bọn Việt Cộng khoe với chúng tôi đảng ta đã đại thắng lợi, thì chúng tôi lại vui mừng nhìn nhau, nói trong ý nghĩ anh em ta đại thắng lợi. Ruộng mía, khoai lang, khoai mì của đồng bào ở chung quanh rất nhiều, nhưng chúng tôi không đụng đến, vì đó là của dân mồ hôi nước mắt của họ. Họ cũng đói như chúng tôi vậy, đâu thể nào lấy của dân được. Ngày xưa chúng tôi bảo vệ cho họ, ngày nay không làm gì được nữa, nhưng không vì đói mà mất tư cách. Đồng bào biết chúng tôi đang bị đầy đọa, họ cũng thương cảm lắm, họ cũng đã tìm mọi cách mà giúp đỡ chúng tôi. Bọn Việt Cộng cũng biết như vậy, cho nên mỗi lần phải đưa chúng tôi di chuyển ngang khu dân cư, bọn chúng cứ khè khè sát bên, không cho ai tiếp xúc với ai. Muốn mua thêm ít đường, ít muối cũng khó lòng mà làm được. Thế nhưng trời cao có mắt mà không sao, miễn được thấy nhân là lòng người lính thấy ấm lại rồi. Buổi sáng hôm đó, chúng tôi đang trên đường đi lao động, từ xa chúng tôi đã thấy khu dân cư ở đằng trước, và thấy bóng dáng những trẻ em, những cô gái đang tung lúa vẫy khoai lang ra trước nhà để phơi. Khi tới gần khoảng chừng chục thước, chúng tôi thấy một bóng dáng phụ nữ cầm thúng khoai lang ra ngoài đường đi. Chỗ chúng tôi đang bước thấp bước cao, chúng tôi tuyệt đối không đụng tới tài sản của nhân, dù là mấy củ khoai lang nhỏ bé, nên vẫn cứ thế mà bước điều. Mấy hôm sau nữa, chúng tôi lại có nhịp đi lao động ngang qua khu dân cư này. Chúng tôi lại thấy cô gái hôm trước vẫn đứng xa xa, nhưng lần này cô gái cố tình cầm khoai lang thảy vào chúng tôi rồi bỏ đi, dáng vẻ rất là bình thường. Tối về khu trại, chúng tôi bàn tán về cô gái, về những củ khoai lang mà cô gái thảy ra ngoài. Chúng tôi cũng đồng ý là thái độ cô rất kỳ lạ, không phải ai phơi khoai lang ở chỗ đường đi đó, mà cũng không có ai giục khoai lang trên đường đi như vậy cả.
Một người bạn tên Phúc đã nói với tôi, tao nghĩ rằng cô gái này muốn cho mình những củ khoai lang đó. Chứ nếu cô muốn dục đi thì thiếu gì cho dục. Hơn nữa, khoai lang dù là hư không cho người ăn được thì để cho heo ăn dễ gì mà dục bỏ. Lần sau nữa khi đi ngang qua khu dân đó, chúng tôi lại thấy cô gái. Lần này chúng tôi không thấy cô gái khoai lang ra nữa, mà đứng ở phía xa xa chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, ý như muốn cho chúng tôi những củ khoai lang mà cô đã thảy ra trước đó. Tối về chúng tôi lại có dịp bàn tán. Phúc nói với tôi, tao có thấy mấy củ khoai lang ngay trên đường mình đi. Tao thấy khoai lang kỳ này cũ rồi, không tươi như bữa trước nữa. Tao nghĩ rằng cô thảy ra cho tụi mình lượm nhưng không ai lấy, nên cô ta lại thâu lại để dành. Bữa nay thảy ra nữa chắc chắn là cô cho tụi mình đó. Tụi mày đồng ý không? Tất cả cùng có ý nghĩ đó. Chẳng là cô ta có lòng thương với những người xa cơ đói khổ mà tặng những củ khoai lang ăn lót lòng. Củ khoai lang nhỏ nhoi không đáng là bao, nhưng tấm lòng của cô ấy thật đáng quý. Chẳng có ai ở không mà chờ anh em chúng tôi đi gần tới mới thảy khoai lang ra. Cũng chẳng có ai có nhiều khoai lang để mà thảy chơi như vậy. Chắc chắn là khi chúng tôi đi khỏi, cô lại thâu lại những củ khoai lang đó để dành thảy lại cho chúng tôi vào ngày hôm sau. Anh em chúng tôi cùng đồng ý là kỳ tới nếu có đi ngang khu dân cư, nếu cô còn có lòng hảo tâm và thảy khoai lang ra, chúng tôi sẽ chia nhau lượm. Nhịp may đã đến, chúng tôi lại có nhịp đi ngang khu nhà nhân cũ và lại thấy bóng dáng cô từ xa. Cô lại thảy khoai lang ra rồi bỏ đi. Chúng tôi bàn với nhau trước rồi nên chia nhau ra làm nhiều toán nhỏ. Toán đi trước bao chung quanh đám quản giáo để chúng khỏi nhìn thấy phía sau. Toán thì đi chậm, lượm thật lẻ những củ khoai lang bỏ vào sách thật nhanh. Lính mà, chúng tôi thanh toán chiến trường khoai lang lẻ lắm, không thua gì những lúc thanh toán bọn quỷ đỏ trên chiến trường trước đây. Buổi trưa hôm đó chúng tôi lại chia ra nhiều toán để dắt bọn quản giáo đi ra xa trên đầu gió để đám còn lại lo nướng khoai lang, đói lòng ăn được củ khoai lang, ôi sung sướng nào hơn. Đám này ăn xong thì lại ra canh bọn Việt Cộng để đám kia trở lại ăn những củ khoai lang tình nghĩa đó. Lần sau đi ngang qua khu nhà nhân, đến phiên Phúc lo lượm những củ khoai lang của cô gái hảo tâm. Buổi trưa Phúc nói nhỏ với tôi, đúng như tao dự đoán mày à, kỳ này cô ta cho mình toàn là khoai mới bự và ngon hơn khoai bữa trước nhiều lắm. Chắc cô đã núp đó đó thấy mình đã lượm hết khoai kỳ trước nên mới đưa khoai lang mới ra đó. Nhờ những củ khoai lang đó mà anh em chúng tôi được thêm sức sống, được thêm sức khỏe. Nhờ ở tình cảm mà người dân đã dành cho chúng tôi qua củ khoai lang mà chúng tôi thêm được sức mạnh để chịu đựng cực khổ. Chờ đợi ngày mai trời lại sáng, chúng tôi ăn những củ khoai lang đó của cô gái tốt bụng, nhưng chỉ nhìn thấy dáng cô từ xa xa mà thôi, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cô cả. Cũng chỉ duy nhất có một lần được nghe giọng nói của cô mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi vẫn sống, vẫn hiên ngang với đời. Rồi một ngày đã tới, tôi và Phúc được bọn Việt Cộng thả về nguyên quán. Lúc đó là chúng tôi đã học tập tốt, nhưng đối với chúng tôi, với riêng tôi và Phúc, chúng tôi vẫn vậy. Muôn đời chúng tôi vẫn là người lính Việt Nam Cộng Hòa và càng căm thù bọn Việt Cộng hơn bao giờ hết. Tôi được gia đình lo liệu sẵn một thời gian ngắn. Sau khi về lại nhà, tôi đã may mắn vượt biên trót lọt và qua định cư ở Melbourne, xứ Úc Đại Lợi. Tôi cũng nghe bạn bè nói Phúc cũng đã vượt biên và hiện ở Sydney cùng xứ Úc với tôi. Cùng xứ Úc với tôi, một ngày trời đẹp vào năm 1990, vợ chồng tôi có dịp đi Sydney và ghé thăm Phúc. Bạn bè ngày xưa gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, nói chuyện huyên thuyên chuyện xưa còn đó. Nhưng bạn bè nay đâu, thằng nào còn sống, thằng nào chết trong trại tù, thằng nào vượt trại, thằng nào vượt biên đi đâu, vân vân. Cuối cùng tới chuyện đời sống hiện tại, mày lấy vợ hồi nào, lấy từ hồi ở Việt Nam hay qua đây mới lấy? Bao nhiêu đứa con rồi, đứa lớn bao nhiêu, đứa nhỏ mấy tuổi? Chúng tôi nói như chưa bao giờ được nói. Phúc kể, đã lấy vợ từ hồi ở Việt Nam, hai vợ chồng cùng vượt biên qua đây. Vợ của Phúc chỉ cười cười khi nghe chồng giới thiệu là tôi cùng trại tù với anh từ năm 1977. Một lúc sau, vợ Phúc bưng ra một đĩa và Phúc nói rằng rất đặc biệt.
Khoai lang Dương Ngọc, ăn đi mày, ăn để nhớ lại cái thời bị tù đầy bọn Việt Cộng vo tròn bóp méo. Tôi sáng mắt lên vồ lấy củ khoai lang, ăn không kịp bóp. Tại sao lại phải bóc vỏ? Khoai lang cũng là khoai vẫy, tại sao lại vứt vỏ đi? Bao nhiêu kỷ niệm xưa quay trở lại, tôi cũng đã kể chuyện khoai lang cho vợ tôi nghe, nên tất cả cũng đều cùng nhau góp lại chuyện xưa tôi vừa ăn vừa ngậm ngùi. Không biết cô gái đã cho mình những củ khoai lang đó bây giờ đó sao? Có ai biết cô đó là ai không? Cô ta còn ở đó hay đã trôi nổi đi phương trời biển biết nào rồi? Phúc trầm ngâm một lúc rồi trả lời với tôi: cô gái cứu sống mình bằng những củ khoai lang đang ở trước mặt mày đó. Tao cưới cổ rồi. Thật là không ngờ vợ chồng tôi ngạc nhiên tới há hốc miệng rớt cả củ khoai lang ra ngoài. Mày nói gì? Cô gái này đây, vợ mày đây là cô gái cho tụi mình khoai lang ở trảng bom. Mày nói chơi hay nói giỡn vậy? Thiệt không? Làm sao mà mày kiếm ra cổ? Mà phải thiệt là cổ không? Làm sao mày biết là cổ mà dám nói là cổ, dám lấy cổ? Vợ Phúc Nhung mỉm cười giải thích cho chúng tôi: em đâu có quen, đâu có biết ảnh là ai đâu. Tự nhiên ảnh tới kiếm em rồi hỏi cưới em đó chứ. Phúc giải thích rõ ràng hơn: khi còn ở trong trại tù, mình đã nói chuyện với nhau thật nhiều về cô gái đó. Tao thầm cảm ơn cô đã còn nghĩ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang mắc nạn. Tao đã nghĩ trong đầu rằng nếu có dịp trở về thế nào cũng đi tìm cô gái đó. Và cảm ơn nếu cô ta còn độc thân, tao sẽ cưới cô làm vợ. Mặc dù chỉ một hành động nhỏ nhoi tặng những củ khoai lang cho chúng ta, nhưng cô đã chứng minh được rằng cô là người chống lại bọn Cộng sản. Cô là người đã còn nhớ đến người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, mà mình đang xa cơ mà còn có người dám nghĩ tới thì làm sao mà không cảm động cho được. Đến khi được thả về, tao trở ra Phan Thiết ở với cha mẹ anh em ruột một tuần thì nói với ba má tao kiếm đường làm ăn. Tao quay trở lại Biên Hòa, đi vào khu trạng bom, nói với tổ trưởng vùng đó là tao ở Biên Hòa muốn về làm rẫy mua đất trồng khoai lang. Ông này dẫn tao đi giới thiệu với những gia đình đang trồng khoai lang có dư đất muốn bán. Nhà tao cũng vào làm quen để hỏi mua đất, hỏi kỹ thuật trồng khoai lang, nhưng mục đích chính là để kiếm cho ra cô gái đó. Tao cũng như mày, những anh em trong trại ai biết mặt mũi cô ra sao, ngay cả dáng người cũng không nhìn được nên khó kiếm hết sức. Nhưng tao còn nhớ được giọng nói của cô ta khi nói: má à, khoai lang của mình hư hết rồi, không bán được đâu, dục đi nha má. Tao nhớ có nhiêu đó thôi, rồi Dương Số cũng giúp tao kiếm ra bả. Buổi chiều hôm đó, khi tao hết hy vọng kiểm cổ rồi, đang trên đường đi tới nhà tổ trưởng chào từ giã, chợt tao đi ngang qua một căn nhà ở cuối xóm, thấy một cô gái đang gom khoai lang bỏ vô thúng. Tao ngừng lại hỏi bâng quơ: cô lựa khoai lang đem bán hả? Cô này không quay lại, vừa tiếp tục lựa khoai vừa trả lời: tôi lựa khoai lang dư đẳng, mai đem thảy cho mấy người lính học tập cải tạo. Tao thấy coi bộ trúng mối rồi, bèn hỏi tới: khoai lang trồng được cực khổ mới có, bộ cô có bà con đang học tập trong đó hay sao mà lại cho họ khoai lang? Tôi đâu có quen ai ở trọng đâu, vì tôi thấy họ tội nghiệp thì tôi giúp đỡ họ chút vậy mà. Hồi xưa mấy người này đi lính để giữ cho làng xóm được yên, khỏi bị bọn Việt Cộng phá đám giết hại người ta. Nay những người này bị bắt ở tù, mình phải nhớ ơn họ, phải giúp đỡ họ chứ. Không giúp được nhiều thì có mấy cụ khoai lang cũng giúp họ chút đỉnh vậy mà. Mới nghe bà nói là tao nhớ lại liền, đúng y là giọng nói: má à, đám khoai lang này hư rồi mà tao nhớ không bao giờ quên. Tao còn nghĩ kỹ càng hỏi cho ra lẽ, tại sao bà lại giúp mấy đám tù cải tạo như mình. Nghe bà trả lời ngon lành như vậy là tao chịu quá đi, nhất định giá nào cũng phải làm quen, nếu được sẽ cưới bà làm vợ. Lính mà dễ lắm, giản dị lắm, hễ ai thương lính là lính thương lại liền. Tao lại đang trong tình trạng độc thân tròn 5 năm lính, chưa hề có bạn tâm tình. Tới luôn, tao đi tới đi lui nhiều lần làm quen với bả, với gia đình bả, nói là xin học làm rẫy,
Khi biết rõ gia đình bả và biết bả còn đang độc thân chưa có đám nào, tao mới trở về Phan Thiết kể lại chuyện của bả cho ông bà già tao nghe và có ý định muốn cưới cô gái quê, nhưng có lòng thương lính đó. Ba má tao đồng ý tao muốn lấy ai thì lấy, miễn là hai vợ chồng hợp với nhau là được rồi. Nhưng mà cô đó có lấy tao hay không thì lại là chuyện khác nữa. Mau trở lại nhà Nhung phủ làm rẫy tiếp. Trong một bữa trưa khi ở ngoài ruộng có một mình tao với bả, tao nói rõ tao là ai, đã cảm cái lòng của bả và muốn được cưới bả làm vợ. Bả rất ngạc nhiên và nói với tao y như bả vừa nói với mày vậy. Tôi đâu có quen biết gì anh đâu. Tôi cho mấy anh khoai lang là cho nguyên đám đó chứ đâu phải cho một mình anh. Vì tôi nhớ hồi xưa mấy anh đã đi lính giữ làng xóm tụi tôi. Chứ tôi đâu có biết anh ở trọng đâu mà anh cứ cưới tôi làm chi. Làm chi thì tao không biết làm chi. Nhưng tao nói tao cảm tấm lòng của bả mà cưới bả vậy thôi tao nói. Ít ra thì anh với em cũng còn giống nhau ở một điểm là thương lính. Nói ba điều bấy chuyện một hồi bả cũng không biết nói sao nữa. Kêu ta muốn gì thì về nhà nói chuyện với ba má cổ, chứ cổ không biết. Vậy là chịu rồi, tao mừng quá. Cả hai người đưa nhau về gặp ông bà già của bả. Tao lại kể rõ lai lịch của tao ra và xin đưa cha mẹ tới cưới Nhung. Hai ông bà ngạc nhiên hết sức, cuối cùng nói là nếu vậy đúng là duyên số rồi, con Nhung nhà tôi nó đâu có quen biết gì ông đâu. Nó xin tôi ít khoai lang là nó để cho mấy ông bị tù cải tạo, tội nghiệp mấy ông quá. Ai dè có ông ở trỏng, ông thương nó, ông được về rồi thì ráng lội bộ đi cùng khắp chốn kiếm cho ra nó đặng xin cưới nó. Đó là do ông tơ bà nguyệt cột đó, chứ không có ai bày ra được đâu. Tụi tao định ngày đưa cha mẹ tao tới làm đám hỏi, xong rồi mới mời ông bả và Nhung về nhà tao chơi. Tới Phan Thiết thấy nhà cửa của ba má tao thì ông bả và Nhung hoảng hồn. Vì nhà tao hồi đó cha mẹ cũng còn nhà cửa, cơ sở làm ăn khá lắm. Nhung đã ngéo tao ra sân và nói, nhà anh giàu như vậy mà sao cưới tôi là gái quê làm chi. Thôi thả tôi về trảng bom tôi làm rẫy sướng hơn. Tao phải nói khó với bả, mấy thứ đó là của cha mẹ anh chứ anh. Trên răng dưới dế đâu có cái gì đâu. Có cái mảng cùi cũng nhờ em cho mấy củ khoai lang mới còn sống tới ngày hôm nay. Mà em đừng có lo, mình còn đủ chân tay, mình tự làm mà nuôi thân chịu không. Anh nói vậy thì tôi chịu. Chịu hay không chịu là cũng trễ rồi. Lính đã nói là lính làm. Em có ý kiến nhiêu đó là đủ rồi. Mọi thứ còn lại để anh lo. Đừng có lộn xộn gì hết nữa. Rồi tụi tao làm đám cưới. Cưới xong tao lo đường vượt biên. Ông bà già vỡ thảy một mớ khoai lang lên tàu. May mắn cho tụi tao. Trời yên biển lặng sau 4 ngày linh đinh trên biển. Tụi tao cập được tới Bi Đông. Tao chọn đi Úc cho lẹ và an toàn. Khoảng 2 tháng sau tụi tao tới Sydney. Gửi điện tiến cấp tốc về cho ông bà già tao hay. Hai ông bà mừng quá lập tức mướn xe chạy tới trảng bom. Báo cho ba má Nhung hay. Ba má Nhung cũng mừng quá. Xá trời xá đất cảm ơn lia lịa. Ba má Nhung cũng cười lớn. Vậy là thằng rể tôi khỏi sợ bị Việt Cộng bắt cải tạo nữa rồi ha. Má của Nhung hỏi thêm, ở bên đó có đất tụi nó trồng khoai lang không vậy anh chị xui? Tụi tao ở bên đây thì cũng giống như tụi bay vậy, ra sức làm mà lo cho gia đình con cái, lo cho cha mẹ bên Việt Nam. Tụi tao có hai con rồi, bây giờ bả hết dám hỏi anh cưới tôi làm chi nữa rồi. Kính thưa quý thính giả, trên đây là một câu chuyện tình thương của một cô gái dân quê ở Biên Hòa sinh ra và lớn lên. Trong thời của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thất trận, người con gái chân quê xứ Biên Hòa đã dùng củ khoai lang để cứu đói anh em tù cải tạo Việt Nam Cộng Hòa. Rồi tình thương chân thực đó được trời cao chấn những cô gái trẻ chân quê được viên sĩ quan nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa đưa đi vượt biên, và hiện nay họ được sống với nhau hạnh phúc tại đất nước tự do Úc Châu. Qua câu chuyện để lại cho chúng ta thấy người miền Nam Việt Nam sinh ra trước năm 1975, được giáo dục dưới thời của Việt Nam Cộng Hòa, họ được tính nhân bản, và tính nhân bản của người dân Nam đó vẫn còn lưu truyền đến ngày hôm nay và mai sau. Còn người sống bên kia vị tuyến bị đảng ta nhồi sọ nên tính nhân bản hầu như bị mai một.
chúng ta vẫn tự hào là người Việt Nam Cộng Hòa, là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, dù đang sống trong nước hay ở hải ngoại. Tinh thần tự hào này sớm muộn cũng đưa dân tộc Việt Nam sớm có được nền tự do dân chủ ngay trên đất Việt. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.